điện tử Giao Phát xin chào anh chị ạ. Video này chúng ta sẽ đến đá ba chồng ở Định Quán Đồng Nai để giao cân điện tử inox XK3190TBE 300kg cho chị Thúy anh chị ha. Và chị Thúy này đang kinh doanh trong lĩnh vực thịt bò anh chị ạ. Và đây chính là dòng cân điện tử inox XK3190TBE 300kg anh chị ha. Kích thước của dòng cân này là mặt cân là 40x40cm và chiều cao của cân này cũng 40cm luôn. Kích thước của dòng cân điện tử này nó tương đồng với cân đồng hồ 100kg anh chị. Cho nên nếu mà anh chị đang sử dụng một cái cân đồng hồ 100kg hay 150kg mà để cân thịt bò, cân trong lò mổ mà cảm thấy cái cân nó không hiệu quả, nó khó đọc số, nó mau hư quá thì mình có thể nghĩ ngay đến dòng cân điện tử inox XK3190TBE này. Tại vì cái cân này nó bằng inox mà cho nên nó chống rỉ tốt hơn. Rồi màn hình nó màu đỏ nữa cho nên chúng ta dễ dàng đọc số trong tối. Và cái cân này có tính năng trừ bì cho nên hiệu quả lắm. Ví dụ như anh chị có đặt lên một cái thau để anh chị bấm nút tare để cân nó trở về 0.0, rồi sau đó mình bỏ thịt heo vô mình cân thì nó không có tính trọng lượng của thau nữa. Cho nên là con số hiện ra là con số thực tế của trọng lượng thịt bò, thịt heo luôn. Cho nên cái dòng cân này rất được nhiều lò mổ gia súc gia cầm á chọn cái dòng cân này. Nếu mà chúng ta quan tâm đến dòng cân điện tử inox mà chống nước luôn á thì chúng ta sẽ quan tâm đến dòng cân inox GVKI520 thì nó chống nước an toàn hơn. Còn dòng cân điện tử này chỉ mới chống rỉ thôi anh chị nha. Em hướng dẫn sơ sơ chị quan tâm cái này giùm em tí xíu nha. Nhìn kỹ giùm em là ở đây là có đèn báo pin. Quay nha để cho nó đỡ chó nè. Đây cái đèn báo pin nè. Thì rồi, ở trên này là không có đèn nào sáng nha chị nha. Nếu có một đèn nào sáng là chức năng cân khác chứ không phải là cân trọng lượng của mình đấy nha. Rồi đây mình cái đèn là sáng bình thường. Nhìn kỹ giùm em là khi nào chị cắm điện á thì đèn AC nó mới sáng nè. Còn mấy đèn này không sáng, khi nào nó sáng thì gọi cho các em bên số này. Ha. Chỉ có cái đèn này là sáng. Đúng rồi. Rồi, vậy là ổn ha chị ha. Với thiết kế gọn nhẹ này thì cân điện tử XK3190 này nó rất phù hợp cho cái việc anh chị bỏ theo sơ thải để chúng ta cân thịt bò ở thị trường anh chị ha. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó thì anh chị hãy gọi nhanh đến số điện thoại hotline anh chị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Đây là số điện thoại hotline của công ty cân điện tử Giao Phát. Cân điện tử Giao Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân tận nơi đấy anh chị ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video này nó hữu ích, nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông điệp về dòng cân điện tử inox để cân thịt bò thì anh chị đừng quên bấm vào nút like hay nút subscribe bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh tự Giao Phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân điện tử ạ. Một lần nữa kênh điện tử Giao Phát cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kênh Giao Phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.